Thưa quý vị, cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc cho biết, mới đây, 37 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu J-11 và J-16, cũng như máy bay ném bom H-6K có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Chính quyền Đài Bắc cho biết, các máy bay Trung Quốc sau đó đã bay tới phía đông nam của hòn đảo và đi vào phía tây Thái Bình Dương. Đài Loan đã đưa máy bay và tàu để theo dõi và phát cảnh báo với phía Trung Quốc. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, một số máy bay Trung Quốc đã bay tới phía đông nam của Đài Loan và tiến vào phía tây Thái Bình Dương để thực hiện hoạt động giám sát trên không và huấn luyện điều hướng đường. Đài Loan đã triển khai máy bay và tàu chiến, đồng thời kích hoạt các hệ thống phòng không để theo dõi hoạt động của máy bay Trung Quốc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa hoàn thành giai đoạn 2 của cuộc tuần tra chung trên không với Nga ở Tây Thái Bình Dương vào hôm mùng 7 tháng 6. Hoạt động của Nga và Trung Quốc khiến Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại hồi tháng tư Trung Quốc có tổ chức tập trận xung quanh Đài Loan sau chuyến đi của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới Mỹ. Trung Quốc cũng luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách. Kể cả sử dụng vũ lực, theo thông cáo báo chí của người phát ngôn, Ủy ban hàng hải Triều Tiên mới đây, nước này bác bỏ và không bao giờ công nhận nghị quyết mới đây của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO lên án các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng để đáp trả nghị quyết của IMO triều tiên ám chỉ rằng bình nhưỡng có thể từ bỏ cơ chế thông báo trước cho tổ chức hàng hải quốc tế imo cho những vụ phóng vệ tinh trong tương lai hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn nội dung thông cáo nêu rõ bình nhưỡng cho rằng nghị quyết của imo là không công bằng và hợp pháp đồng thời yêu cầu cơ quan này phản ánh lập trường của triều tiên trong tài liệu chính thức mới nhất trước đó mu đã thông qua nghị quyết đầu tiên lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa của triều tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhượng hôm 31 tháng 5. Quan chức Triều Tiên cho rằng, IMO đã tuyên bố nước này không bắt buộc, phải thông báo cho cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc với kế hoạch phóng vệ tinh khi cảnh báo hàng hải được gửi trực tiếp đến các tàu thông qua hệ thống cảnh báo hàng hải thế giới. Trong trường hợp xảy ra một vụ phóng vệ tinh, người phát ngôn Ủy ban Hàng hải Triều Tiên nêu rõ, chính vì vậy chúng tôi rất lấy làm tiếc và không hài lòng trước thái độ không kiên định của tổ chức này. Triều Tiên đã thông báo cho phía Nhật Bản và IMO về kế hoạch phóng vệ tinh từ hôm 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Để đáp trả nghị quyết của IMO, Triều Tiên ám chỉ rằng Bình Nhưỡng có thể từ bỏ cơ chế thông báo trước cho cơ quan này. Với những vụ phóng vệ tinh trong tương lai. Ảnh vệ tinh lột tả mức độ tàn phá khủng khiếp của chiến tranh ở địa ngục Bắc Mút. Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao do công ty Maxa của Mỹ công bố mới đây, đã lột tả mức độ tàn phá khủng khiếp của các cuộc giao tranh tàn khốc bên trong thành phố Bắc Múc, tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Những hình ảnh ghi lại một số khu vực của thành phố ở hai thời điểm từ tháng 5 năm ngoái và hiện tại trong tháng này, những khu phố của Bắc Múc từng được bao phủ một màu xanh bởi những hàng cây xanh dọc theo những con đường và công viên cách đây một năm trước nhưng tất cả hiện chỉ còn là đống đổ nát, Maxa Technology mô tả bắt mút. Một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Donetsk đã trở thành trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột Đông Âu với những đợt tấn công khốc liệt đến từ cả hai phía trong suốt 8 tháng qua cho đến nay. Không bên nào có thể kiểm soát hoàn toàn bát mút, bất chấp những tổn thất nặng nề mà mỗi bên gánh chịu. Liên quan đến vụ việc ba nhà khoa học Nga Tại một viện nghiên cứu ở Novot của Nga, bị buộc tội phản quốc, một nhóm các nhà khoa học khác đã đệ trình thư yêu cầu được biết chính xác lý do tại sao ba người này bị bắt. Nhóm nhà khoa học này còn đưa ra một loạt các thư ngỏ, có nội dung chống lại quyết định của Cơ quan An ninh Nga, SSD thông tin được đăng trên cả Reuters và ABC Newser. Trong một bức thư có nội dung những gì chúng ta được khen thưởng hôm nay và làm gương cho những người khác thì ngày mai lại trở thành lý do để truy tố hình sự. Trong một bức thư khác viết, những sinh viên giỏi nhất đã từ chối đến làm việc với chúng tôi, và những nhân tài khác đang rời bỏ lĩnh vực khoa học. Trước đó Tổng thống Putin đã ra lệnh bắt giám đốc chương trình tên lửa siêu thanh, sau khi có hàng loạt các khí tài được mệnh danh là không thể bị hạ gục của Nga, bị các hệ thống phòng không của Ukraine bắn hạ. Ukraine tăng cường pháo kích thủ phủ tỉnh Ly Khai khiến ba dân thường thiệt mạng. Ngoại trưởng Kuleba nói liên minh cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine sẽ hình thành trong năm nay. Tướng Anh nói ông Putin quá tự tin vào chiến lược dùng sức người trong cuộc chiến Ukraine. Cựu Tổng thống Nga lại tuyên bố gây sốc rằng các nước Baltic là thuộc về Nga. Quân đội Ukraine đã thực hiện hàng loạt các cuộc pháo kích mới vào cơ sở hạ tầng dân sự ở nhiều khu vực thuộc tỉnh miền Đông Đo Nhép. Theo người đứng đầu chính quyền thành phố Đo Nhép, ông Alexei Do Cung đạn pháo 155 mm của Ukraine đã bắn trúng một cửa hàng tạp hóa, khiến ba dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương. Vị quan chức đã chia sẻ những hình ảnh về hậu quả đáng tiếc mà ông mô tả là rất giả mang. Trong một bài đăng trên Instagram, ông Cung Dien đồng thời lưu ý những đợt tấn công của Ukraine sẽ còn tiếp diễn và khuyến cáo người dân cẩn trọng. Cũng theo người đứng đầu thành phố Donetsk, các lực lượng Ukraine tàn sát vào làng Elanokat, khiến một nhà máy sản xuất bánh mì và một số tòa nhà dân cư bị hư hại, cũng như làm bị thương hai dân thường. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, thành phố Donetsk là thủ phủ của một tỉnh cùng tên, ở miền đông Ukraine, một trong bốn khu vực của Ukraine. Nga tổ chức trưng cầu dân ý. Sáp nhập vào nga hồi năm ngoái, kể từ khi xung đột nổ ra Donetsk và vùng lân cận lohang đã liên tục bị quân đội Ukraine tấn công, gây thiệt hại về người. Quân đội Ukraine đã thực hiện hàng loạt các cuộc pháo kích mới vào cơ sở hạ tầng dân sự ở nhiều khu vực thuộc tỉnh miền đông Donetsk theo người đứng đầu chính quyền thành phố đó. Tiếp tục với những diễn biến đáng chú ý ở chiến trường miền đông Ukraine mới đây lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wiener, Japani nhóm lính đánh thuê đã tiến vào thành phố Bát Mút, hiện các trận giao tranh vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Xung quanh các tòa nhà do quân đội Ukraine kiểm soát, trên Telegram ông Rizin tuyên bố rằng, Nhóm Warner đã tiến thêm được 260 mét. Ở Bắc Mút, đối phương đang chiếm 1,85 km. Họ đang kháng cự quyết liệt. Các trận giao chiến diễn ra ở từng ngôi nhà, từng lối ra Warner chỉ thực sự kiểm soát được một phần nhỏ diện tích ông Lizin cho biết không thể bao vây các vị trí còn lại của Ukraine, vì do lính dù của Nga đã rút lui. Ông nói những gì đã xảy ra sau một cuộc tấn công Ukraine, gần bắt mút là họ đã chiếm được một phòng tuyến thuận lợi, chỉ trích Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Valery Gary Somo, ông trùm nhóm lính đánh thuê khẳng định rằng, việc ông gớt cho rút quân nhất thời khỏi bắt mút, đã khiến lực lượng Wiener không thể áp sát thành phố miền đông này, tuy nhiên ông Reason khẳng định. Nhóm lính đánh thuê đang tiến lên cho đến nay mâu thuẫn giữa ông Rikosen và Bộ Quốc phòng Nga vẫn căng thẳng khi bất đồng về chiến thuật cũng như khả năng lãnh đạo trong cuộc xung đột. Trong khi đó hãng tin Sky News, quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông, ông Serhelati cho biết lực lượng nước này đã đạt được những bước tiến mới trong cuộc giao tranh ác liệt gần thành phố miền đông Bắc Mút. Cụ thể ông Sahihi nói với truyền hình Ukraine, các đơn vị của nước này đã tiến lên phía trước tới nửa km. Chúng tôi đang thực hiện thành công chiến dịch phòng thủ phản công. Và trong ngày 17 tháng 5, các đơn vị của chúng tôi đã thâm nhập sâu tới 500 mét, tiến vào một số khu vực của mặt trận Bát Mút. Vị quan chức này nói, bên cạnh đó theo ông những ý kiến cho rằng, lực lượng Nga đang thiếu đạn dược là không chính xác, kẻ thù đang tìm cách chiếm lấy thành phố, tấn công bằng tất cả những gì họ có. Ông Charady bình luận, nhằm đạt được những thành công nhất định. Phía Nga còn đang điều chuyển thêm các đơn vị mới tới Bát Mút và chủ yếu là lính dù. Vị phát ngôn viên nói thêm, trước đó vào hôm 16 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hana Malaysia cho hay, lực lượng của nước này đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 20 km vuông ở vùng ven phía Bắc và phía Nam Bắc Mút.